đây, Trâm và Tô Huyền đã quay lại rồi đây. Video này Huyền sẽ hướng dẫn các bạn cách ép mã coupon, mã giảm giá Bing S vào tài khoản Bing S để chúng ta tiết kiệm chi phí. Và cái thứ hai thì Huyền sẽ hướng dẫn mọi người hiện tại chúng ta có thể có những loại mã giảm giá coupon nào mà có thể ép vào tài khoản Bing tại Việt Nam, tại IB Việt Nam của mình. Trước tiên Huyền sẽ nói về coupon là gì. Coupon là một cái mã giảm giá giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí trong quá trình chạy quảng cáo. Ví dụ là chúng ta chạy quảng cáo cho tài khoản Bing, chúng ta tiêu tốn 100 đô thay vì chúng ta lấy cái thẻ Visa hoặc Master của mình, chúng ta ép vô và chúng ta trừ 100 đô đó để thanh toán cho Bing. Thì bây giờ khi mà chúng ta ép mã coupon này vô ấy, thì chúng ta sẽ được trừ tiền ở trong mã coupon này, nó miễn phí luôn, nó không phải tốn 100 đô đó. Thì một tài khoản nó sẽ giới hạn một số lượng coupon nhất định thôi, nhưng mà chúng ta sẽ tiết kiệm được mỗi khoản quảng cáo. Thì đầu tiên Huyền sẽ nói về các loại mã giảm giá coupon mà chúng ta có thể ép. Hiện tại chúng ta có thể ép lên đến 4 mã coupon cho một tài khoản Bing S. Đầu tiên cho tài khoản mới, trong vòng 30 ngày kể từ lúc mà chúng ta tạo tài khoản Bing thì chúng ta sẽ có thể ép được hai loại. Loại thứ nhất đó là loại coupon là 100 đô, tức là sau khi mà chúng ta tạo tài khoản, chúng ta ép thẻ ngân hàng xong thì chúng ta sẽ có loại 100 đô chúng ta có thể ép vô và tự động chúng ta có 100 đô để chúng ta quảng cáo miễn phí. Loại thứ hai đó là chúng ta ép được một mã khác cũng là 100 đô nhưng mà nó sẽ không cộng ngay, nó sẽ không cho mình miễn phí ngay, mà khi mình trả tiền cho Bing 10 đô rồi nó sẽ tự động cộng 100 đô này vào tài khoản. Hai mã này chúng ta có thể ép cùng một lúc, tức là một tài khoản mới chúng ta có thể ép hai mã này vô luôn, tức là ép mã 100 đô và ép tiếp mã 100 đô và chi trả 10 đô đó vào một tài khoản luôn. Đó là chắc chắn một tài khoản mới chúng ta có thể ép như vậy ha. Hai loại này thì Huyền đều có thể là có thể order và giúp các bạn đặt hàng các mã này. Nếu như các bạn cần hai mã này thì có thể nhắn tin cho Huyền ở đường link bên dưới để Huyền có thể là giúp các bạn mua các mã này. Nó cũng không có gì mà mắc đâu, nó cũng khá là rẻ. Huyền giúp các bạn thôi thì giá nó tầm 9 đô một cái coupon đó. Tức là nó gần 200 ngàn một cái mã coupon. Thì ví dụ 100 đô thì chúng ta đáng lẽ ra chúng ta phải chi trả là 2,4 triệu. Nhưng mà hiện tại có coupon chúng ta chỉ cần mua với giá là khoảng cỡ, Huyền thì Huyền giúp các bạn order thôi nên chi phí mỗi coupon 100 đô thì có 195 ngàn thôi. Nên là các bạn có thể là lấy 195 ngàn đó mua một cái mã coupon thì chúng ta có được 100 đô mà đáng lẽ ra chúng ta phải trả 2,4 triệu, được hai mã luôn. Rồi, còn cái loại tiếp theo Huyền đang đề cập ở bên dưới, coupon cho tài khoản cũ. Cái loại này á, là chúng ta có thể ép được cho cả tài khoản cũ và tài khoản mới luôn. Nhưng Huyền để cái tên là tài khoản cũ bởi vì nó rất đặc biệt. Đó là tài khoản của chúng ta đã chạy quảng cáo qua 30 ngày, có thể là 6 tháng, có thể là 1 năm, có thể là 7 tháng, 8 tháng, hơn 1 năm gì đó, chúng ta vẫn có thể thêm những cái loại mã coupon này vô. Loại này là rất đặc biệt và nó cũng hiếm, order thì nó cũng không dễ có, tuy nhiên là nó rất đặc biệt và nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm ngay cả cho cái tài khoản cũ. Và ngay cả khi mà tài khoản của chúng ta chưa có ép thẻ ngân hàng ấy, thì chúng ta vẫn có thể là ép những cái loại này vô và chạy luôn. Đó là điều đặc biệt. Nhưng mà Huyền chỉ hỗ trợ cho các bạn là có tài khoản cũ thôi. Tức là loại thứ nhất đó là loại giá trị dưới 100 đô. Thì hiện tại thì Huyền có order được các loại là 50 đô hoặc 67 đô hoặc 75 đô. Đấy, đều đã ép được cho tài khoản cũ quá 30 ngày. Loại thứ hai là nó từ 100 đô trở lên, tức là có loại thì 100 đô, có loại thì 130 đô. Hai cái loại này nè, chúng ta có thể ép cùng với nhau. Ví dụ như là một tài khoản đã ép được cái loại coupon dưới 100 đô rồi, thì chúng ta vẫn có thể ép được một trong các coupon mà loại lớn hơn 100 đô. Ha, hai cái loại này khác nhau. Ví dụ nha, loại 100, chúng ta đã ép loại 100 đô rồi thì chúng ta không thể ép loại 130 đô. Nhưng nếu chúng ta đã ép loại 100 đô rồi thì vẫn có thể ép được 50 đô hoặc 67 đô hoặc 75 đô. Vậy ha. Còn nếu mà chúng ta đã ép 67 đô rồi thì chúng ta không thể ép được 50 và 75. Hai cái này nó phải khác loại nhau, Huyền vừa chia ra như vậy. Đấy. Còn nếu mà tài khoản chúng ta đã từng ép loại 100 đô
rồi cũng đã từng ép loại 100 đô sau khi chi trả 10 đô, thì chúng ta vẫn có thể ép tiếp hai loại này vô. Tóm lại là một lúc chúng ta có thể ép được 4 loại coupon. Nên một số học viên may mắn, các bạn order được cả 4 loại. Như vậy một tài khoản như vậy, có bạn thì ép được loại 130 đô với 75 đô là được 205 đô đúng không? Tại 205 đô với hai cái coupon mà cho tài khoản mới nữa thì các bạn ấy được còn 405 đô. Khá là tiết kiệm đúng không? Gần 10 triệu. Thì hai loại ở trên ấy, loại cho tài khoản mới thì hầu như là lúc nào Hường cũng có thể có và giúp các bạn đặt hàng. Còn coupon cho tài khoản cũ ấy thì nó hiếm hàng hơn. Nhưng mà các bạn cứ thử, nếu cần thì các bạn cứ thử inbox cho Hường, nếu trong đợt mà Hường có order được, Hường có đặt hàng được thì Hường sẽ giúp cho các bạn mua cái coupon cho tài khoản cũ. Đấy, còn tài coupon cho tài khoản cũ thì giá nó hơi cao hơn một chút, sao nó cũng tiết kiệm cho mình rất là nhiều. Ví dụ như các bạn ép được loại 75 đô thì nó cũng giúp chúng ta có được khoảng cỡ hơn 1,5 triệu rồi, khoảng cỡ 1,7 triệu rồi. Vậy thì tiết kiệm được rất là nhiều đúng không? Chúng ta trả một cái khoản phí nào đó thôi. Ok, Hường vừa nói các mã coupon ha. Bây giờ Hường sẽ nói đến làm thế nào để thêm cái mã coupon này vào tài khoản Bi. Thì bây giờ nó sẽ là giao diện như này. Sau khi các bạn đăng nhập vào tài khoản Bing S thì nó sẽ có giao diện campaign bình thường ha. Vào cái giao diện các bạn bình thường đi. Các bạn cứ đăng nhập vào tài khoản Bing S, sau đó thì các bạn nhìn vào cái góc phía bên phải này. Góc phía bên phải ở trên nó có cái bình bánh răng cưa này nè. Cứ đăng nhập vào, các bạn vào góc bên phải cái răng cưa đó và các bạn bấm vào Billing and Payment. Thì nó sẽ ra giao diện như thế này. Mình sẽ tìm cái mục là View Promotional Offer, bấm vào đây. Rồi ở đây thì chúng ta bấm vào cái nút S Promotional Cost, bấm vào đây. Ở đây thì chúng ta bỏ cái mã coupon vô. Ví dụ Hường bỏ một cái mã vô đấy, một cái mã này. Nhưng mà do tài khoản này ấy là Hường đã ép, lịch sử ép coupon của Hường đã ép được tới rất là nhiều rồi. Hường đã ép lên tới chợ tận là bao nhiêu, tới là 375 đô rồi, tức là chúng ta bây giờ không ép được nữa. Với lại cái mã này Hường cũng đã sử dụng rồi nên bây giờ không thể ép được coupon. Nhưng mà khi các bạn ép vào ấy thì nó sẽ hiện lên cái số tiền mà chúng ta được giảm giá ở dưới cái mục này nè, cái mục này đấy. Sau khi mà nó hiện lên rồi thì chúng ta bấm nút save, tức là chúng ta lưu lại là ok, là mã coupon của mình sẽ được hiển thị vô ha. Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta ép mã coupon, nhớ bấm lưu lại. Lưu ý đó là giao diện Bing S ấy nó cũng hay thay đổi một chút thôi, nên là đôi khi chúng ta sẽ tìm cái mục View Promotional Offer này nó không phải nằm ở chỗ này mà nằm ở chỗ khác. Thì tóm lại là các bạn cứ bấm vào Account và bấm vào cái mục Billing and Payment hoặc là Account Asset ấy, bấm vào những cái mục này nè và các bạn tìm thấy cái mục là View Promotional Offer là được. Cứ tìm thấy cái chỗ này các bạn bấm vô là add coupon bình thường ha, nó cũng đơn giản thôi. Ok, Hường vừa hướng dẫn xong mọi người các loại coupon hiện nay có cho tài khoản Bing S và cách add coupon vào tài khoản. Ok, các bạn đã đăng ký kênh YouTube của Hường chưa? Nếu như các bạn thấy hữu ích thì hãy subscribe đăng ký kênh YouTube nha. Và đừng quên like fanpage Sách Laptop Lên Và Đi và tham gia vào group Sách Laptop Lên Và Đi để cùng học tập và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Ok, chúc các bạn làm tốt. Bye bye, hẹn gặp lại.